Từ ngày 1 tháng 11, thông tư 32 và điều lệ trường trung học cơ sở và trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ học có hiệu lực. Các trường học trên địa bàn tỉnh vẫn lúng túng trong việc đưa ra các biện pháp để quản lý hiệu quả. Tại trường trung học phổ thông Trương Vương, phụ huynh học sinh đóng góp kinh phí xã hội hóa, trang bị mạng Internet tại một số phòng học. Trước đây, tất cả đều được đặt mật khẩu và chỉ có giáo viên được quyền sử dụng để phục vụ việc giảng dạy. Từ khi thông tư 32 cho phép học sinh sử dụng điện thoại có hiệu lực, mạng Internet được chia sẻ đến cả học sinh. Việc sử dụng điện thoại của các em là để giúp các em tìm tòi kiến thức. Ngoài cái thời gian cần thiết thì chúng tôi có thể tắt mạng Wi-Fi. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm một số cái biện pháp nữa. Đến thời điểm hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa có văn bản hướng dẫn quản lý việc học sinh sử dụng điện thoại di động. Bởi vậy, các nhà trường vẫn rất lúng túng. Mỗi giáo viên, mỗi nhà trường lại có những cách quản lý riêng. Các biện pháp đưa ra chỉ mang tính tạm thời và chưa thực sự hiệu quả. Biện pháp mà hữu hiệu nhất thì chắc là khó. Cái này tôi nghĩ rằng là trước hết phải làm tác tư tưởng, công tác tuyên truyền với các bạn học sinh. Đấy, để các bạn ý tự giác, đấy là điều quan trọng nhất. Thế còn tất nhiên là những cái trường hợp mà các bạn ấy vi phạm thì nhà trường cũng có những cái biện pháp xử lý khá là nặng để các bạn ấy hiểu rằng việc sử dụng điện thoại trong giờ học, trong lớp học chỉ có thể vì một mục đích duy nhất để khai thác cái tài liệu cho việc học tập. Việc đầu tiên là học sinh sẽ phải để cái điện thoại của mình lên trên mặt bàn. Việc thứ hai nữa là mình sẽ nhờ đến một số những cái phần mềm hỗ trợ để quản lý bằng việc là có thể là bây giờ có cái mã QR, mỗi em sẽ phải quét cái mã QR để kiểm soát, và từ cái mã đấy thì mình có thể kiểm soát được các em có tham gia vào đúng cái mục đích cái trang web mà mình yêu cầu hay không. Lợi ích của việc sử dụng điện thoại di động mạng Internet trong hỗ trợ học tập là điều không thể phủ nhận, nhưng đồng thời cũng đặt ra bài toán khó giải trong công tác quản lý, không để học sinh lạm dụng, sử dụng vào các mục đích không lành mạnh. Thông tư 32 có hiệu lực chưa lâu, trong quá trình áp dụng có thể sẽ phát sinh nhiều bất cập. Đây cũng là cơ hội để các nhà trường nghiên cứu đưa ra biện pháp quản lý phù hợp và hiệu quả.